Trần Minh Vương xây nhà tặng mẹ, tuyển thủ Việt đăng ảnh xuân vầy bên gia đình. Trần Minh Vương xây tặng mẹ căn nhà mới khang trang ở Thái Bình, trong khi Văn Toàn, Hoàng Đức trở về trong sự yêu thương của người thân, xóm giềng. Sau khoảng thời gian dài xa nhà, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được đón những ngày Tết cổ truyền trọn vẹn bên gia đình. Tất cả là nhờ chiến thắng nước lòng người hâm mộ trước đội tuyển Trung Quốc vào mùng 1 Tết ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Qua đó, đội tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên ở Đông Nam Á giành chiến thắng ở vòng loại cuối World Cup. Trên trang Facebook cá nhân, Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai khoe tấm ảnh chụp cùng cha mẹ và em gái trước nhà nội. Văn Toàn liên tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt 7 tháng qua trong năm 2021. Số lần cầu thủ người Hải Dương này ở bên gia đình cũng rất ít ỏi. Chính vì vậy mà ngay sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào tối mùng 1 tháng 2, Văn Toàn đã tạm biệt huấn luyện viên Park Hang-seo để trở về Hải Dương trong đêm để sum họp cùng người thân. Trong khi đó, tiền vệ Trần Minh Vương không góp mặt ở trận gặp Trung Quốc vì huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn mạo hiểm với chấn thương của anh. Vì vậy mà ngay trong buổi trưa ngày 31 tháng 1, Minh Vương đã tạm biệt đội tuyển Việt Nam, đón xe về Thái Bình đón Tết cùng mẹ và gia đình. Điều đáng nhớ với Minh Vương trong hành trình trở về thăm quê lần này chính là việc tổ chức tân gia trong chính căn nhà mới tin mà tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai xây tặng mẹ. Mấy tháng dịch giả ở Thái Bình ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công căn nhà. Tôi lại thi đấu xa nhà suốt thời gian qua, anh ruột cũng bận công việc ở Vũng Tàu không thể về, mọi việc xây dựng căn nhà đều do mẹ và các cậu quán xuyến. Càng gần Tết, gia đình phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện căn nhà. Đây là món quà mà tôi và anh trai tặng mẹ, người đã vất vả vì chúng tôi trong suốt thời gian, khi không còn cha chăm lo, Minh Vương chia sẻ. Mùng 6 Tết nguyên đáng 62, các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Vì vậy, sau khi làm tân gia vào mùng 5 Tết, Minh Vương sẽ tạm biệt gia đình để di chuyển vào Pleiku, cool, hội quân cùng đội bóng của huấn luyện viên Kia Thi Sắc. Giống với các thành viên Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ Việt theo sẽ sớm hội quân từ mùng 8 Tết để chuẩn bị cho V-League 2022 cũng như AFC Cup. Do vậy, nhóm Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng tranh thủ về nhà xung vầy cùng gia đình. Các nhà của Hoàng Đức ở thành phố Hải Dương những ngày này liên tục đón bạn bè, người thân đến thăm, chúc Tết. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng sắp xếp lịch đón Tết bên nhà vợ ở Bắc Ninh, sau đó sẽ về Hà Tĩnh đón Tết cổ truyền cùng gia đình.